Bonko, Jessica Nieuwe. Jessica Nieuwe. Năm 2014, Diana Huỳnh. Và xin một tràng pháo tay thật lớn cho Hoa hậu năm 2014, cô Trần Thị Yến. Hoa hậu của thành phố chúng ta năm 2014, Trần Thị Yến. Cùng nhạc phẩm góp hồn để đón chào các thí sinh của
Hiếu Võ. Thật ra những năm vừa qua thì chúng ta chỉ có những cuộc thi hoa hậu của tại thành phố Sacramento. Nhưng mà năm này rất là thú vị là bởi vì chúng ta có hai giải thưởng. Thứ nhất là cho hoa hậu miền Bắc California và hoa hậu tại thành phố Sacramento. Thank you.
Thưa quý vị, vừa rồi quý vị nghe đó là tiếng hát của Vicky Võ, cô Hoa hậu của thành phố chúng ta năm 2016 vừa rồi. Thưa quý vị, người đã đẹp, hát rất là hay. Và thưa quý vị, trước mặt quý vị đây là 16 bông hoa tiêu biểu đến từ các vùng miền của Bắc California và thành phố Sacramento. Tôi tin chắc rằng với cái dáng vẻ rực rỡ, với những cái màu áo thênh thang như thế này, chắc chắn rằng sẽ làm khó cho ban giám khảo ngày hôm nay. Bởi vì em nào cũng mang một cái sắc thái tươi, hoa, đẹp và thông minh. Chắc chắn rằng năm nay sẽ là cái năm khó nhất cho ban giám khảo cùng với chúng ta để bình chọn ra một người đẹp tiêu biểu cho miền Bắc California và thành phố Sacramento. Thưa quý vị, đến bây giờ thì tôi phải nói với quý vị rằng người Việt Nam chúng ta có câu rằng mỹ nhân từ cổ như danh tướng. Ngày xưa người ta viết người đẹp như một vị tướng tài, và hôm nay quả thật như thế. Chắc chắn rằng các em ở đây sẽ là những cái người không những đẹp mà còn thông minh, còn đóng góp nhiều hơn cho xã hội và cho cộng đồng người Việt ở miền Bắc California. Và bây giờ thì chúng tôi xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn để chương trình bắt đầu. Và sau đây thì cảm ơn xin mời Hoa hậu Sacramento năm 2017 Thúy Hằng Lê và Á hậu Diana Huỳnh lên sân khấu ạ. Thưa quý vị, một tràng pháo tay cho Thúy Hằng Lê và Diana Huỳnh. Chào quý vị khán giả. Trước hết cho Diana và Thúy Hằng xin được gửi đến quý vị lời chào trân trọng nhất. Nhân dịp xuân về, Diana muốn kính chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng, dồi dào sức khỏe, gặp nhiều may mắn. Tên em là Diana Huỳnh, Á hậu hai của Hoa hậu Việt Nam Sacramento 2014. Diana rất là được hân hạnh chào quý vị đến cuộc thi Hoa hậu Việt Nam Bắc California và Hoa hậu Việt Nam Sacramento 2018. Dạ, sau năm mới, Hằng xin chúc mọi người một năm mới an khang thịnh vượng và vạn sự như ý. Tên em là Thúy Hằng Lê, Hoa hậu Việt Nam Sacramento năm 2017. Quý Hằng xin kính chào quý Mạnh Thường Quân, các nhà bảo trợ, ban giám khảo và toàn thể quý vị đến tham dự Hội Hoa hậu Việt Nam Bắc California và Hoa hậu Việt Nam Sacramento 2018. Kính thưa quý vị, mục đích của Hoa hậu Việt Nam Bắc California và Sacramento là duy trì truyền thống văn hóa dân tộc và tạo cơ hội cho những người bạn trẻ tìm về với cội nguồn. Hôm nay chúng ta sẽ có 16 thí sinh đến từ khắp nơi Bắc California. Và trong 16 thí sinh sẽ có một cô may mắn được làm Hoa hậu Việt Nam Sacramento và một cô may mắn được làm Hoa hậu Việt Nam Bắc California. Cô ấy sẽ là một tấm gương sáng cho những cô gái Việt Nam đang sống ở Hoa Kỳ, là một người có ích cho gia đình, cộng đồng và xã hội. On behalf of Miss Vietnam California and Miss Vietnam Sacramento Organization, I would like to welcome all of our sponsors, judges, friends, family, and guests here this afternoon at our 9th annual pageant. Today, it is our pleasure to present to you our top 16 semifinalists from throughout Northern California, who have demonstrated academic excellence, cultural perseverance, and a deep-rooted beauty that qualifies these ladies for the title of Miss Vietnam Northern California and Miss Vietnam Sacramento.
vị, và bây giờ Thúy Hằng sẽ xin được trình bày thực lệ của cuộc thi hôm nay. 10% của tổng số điểm đã được trình qua trong ngày ứng xử của các thí sinh đã được tổ chức vào ngày 28 tháng 1. 90% số điểm còn lại sẽ được tính qua 3 vòng thi sau. Vòng thứ nhất là phần thi tự giới thiệu về mình trong áo dài đồng phục, chiếm 10% của tổng cộng số điểm. Vòng thi số 2 là phần thi trang phục dạ hội, chiếm 40%. Và vòng thi thứ 3 là phần thi áo dài tự chọn, chiếm 40%. 5 thí sinh có số điểm cao nhất qua vòng thi này sẽ được vào vòng thi đặc biệt, đó là vòng thi ứng xử. Và thưa quý vị, trong vài lát nữa, ban tổ chức sẽ giới thiệu thành phần ban giám khảo cho cuộc thi hôm nay. We would like to share with you the rubric by which we determine our winners. On January 28th, contestants have already accumulated up to 10% of their total score from their personal interview, judged by 4 members of the judging panel. The remaining 90% of each contestant's scores will be determined by our entire panel of esteemed judges for you through 3 rounds. Round 1 is a self-introduction in uniform LPI worth 10% of the score. Round 2, the evening competition is worth 40%. Round 3, the LPI competition worth 40% of the score for a total of 100%. From these scores, the top 5 contestants will advance to the bonus round, called the question and answer competition, where the top 5 contestants will answer a randomly drawn up question for up to a 20% bonus to their total score. Ladies and gentlemen, please stay tuned. We will be introducing our esteemed panel of judges in the next segment of the program. Và bây giờ, xin quý vị hãy cùng Thúy Hằng và Diana chào đón 16 thí sinh phần thi tự giới thiệu về mình qua áo dài đồng phục. And to continue with our pageant program, we would like to begin with the self-introductions round.